Đây. Ba ba quay bụng. Gùa ba ba thì gùa mới hiếm không? Cái này mới khiếp không? Cái này gùa xào xả ớt nha. Gùa là ngang gùa, con gùa cái có trứng nữa. Đây còn cá lau kiến luộc xả. Này thăm lưới được con cá chê à, không có gì nhiều. Đây. Đây họ chỉ qua tới. Ui giời ơi. Có lốt buộc đầu đấy đấy. Dù phi dây ạ. To này. Khả năng chuột cắn. Cái này vô còn vô rồi. Cắn cái chân xuống rồi. Cắn à? Rách đầu rồi. Rách mất đầu ấy. Thả lưới bắt à. Bắt lá. Quá trời lá luôn. Nó cầy dụng nó trồi xuống mạnh thật. Nó vào hết rồi. Cái này rồi sao? Cục rồi à? Cục cái đầu chứ. Tí nữa là đấy. Cứ cửi bắt con rùa ấy. Rồi. Sao nó túng làm chỗ vậy? Đâu vừa em nôi lên mà. Mới nôi. Gù phi con không à. Thôi lo con rùa đi. Thôi cho rùa đi á. Thả. Đây. Ba quay bụng. Gùa ba ba thì gùa mới hiếm không? Gùa tai đỏ. Vàng đấy. Vào đây. Còn cá con này thôi. Thả thôi. Nuôi đi. Ốc quá trời ốc này. Đây mà đấy cá này. Đây gùa đấy. Ừ thì đấy gùa nó con chuột thôi. Con này con khác thôi. Con mới đấy. Kéo con chê hả? Con chê ra mất. Bắt con chê trước. Có được mấy con? Bé thôi. Con to lắm. Con gùa hai con gùa này mới, con đó này hôm trước tôi gỡ khác. Mấy con chê đấy. Chê để con nó bay ấy. Có mồi gì đó. Nó tự nó vào mồi đó. Gùa nữa. Ôi xời bò. Hai con gùa. Ôi lau kính à. Đây mấy con sa tăng. To hơn con hôm trước nữa khác. Đây. Vào đây. Con chê đi theo là bay mất đấy. Chê đồng không ơi. Nhảy, nó nhảy. Lên đây. Còn nữa.
không có túi bóng nào. Anh Khôn sẽ có cái túi bóng nào trên đấy không? Lo con này con gùa nữa. Cũng gùa tay đỏ nữa, gì nó ba con gùa không? Ba con. Con gùa phi. Xong rồi. Cái này mới khiếp rồi. Đây rồi. Con này dắt bỏ đi. Ok em mất đi. Dù phi to này không bắt à? Không đâu, có ăn không? Đấy, nó kín rồi. Bên này còn con nữa nè. Quá. Bé thả đi. Thả con đấy. Muốn công bắt thì bắt hết cả mớ đây, có 6 con. Hết là món gì à? Thì lại nướng như lõa, con nướng thì lại nướng như lõa. Mang ra sống nó chảy vô thải đi. Để nó cứ đi, xong. Đấy, có em rô phi đấy, bự bự. Giống quá hả? Giờ dọn dẹp này, dọn khu này căng này. Cắt lưới rồi. Được hai con rùa, mấy con cá lau kiến. Được chưa? Nó gần lâu không làm quên tay nghề không? Đây con cá chê nữa, con gù phi. Thôi tí đi. Đây. Mần thịt nãy giờ lên được nhiêu nào? Đóng à? Xong rồi. Đây thành quả giờ anh em giờ lụi cùi mần làm ở dưới đây. Con rùa. Rùa này có trứng, nhiều trứng lắm. Đây thì mấy con cá lau kiến này. Cũng lục vỏ xong hết, lục da xong rồi. Cá chê đang nằm đợi nữa. Cái chê này nhỏ. Hai con rùa. Thôi giờ tiếng đi ướp lên tí nữa. Cá lau kiến là luộc xả. Xả bên tôi có. Thấy ngon ha, đỏ tươi như thịt trâu. Thôi về rửa đi, ốp. Nãy giờ xong phôi rồi, nhìn lên bỏ lên chảo lên nấu này. Cái này nó tí nữa, chưa chín mà, chưa chín. Đây, vừa xào xả ớt nè. Tí này hơi thơm mờ rồi. Cá lau kiến đang luộc, luộc xả. Một nồi luôn. Kèm theo chai rượu nữa. Luộc hơi xong rồi tính sau cho nó chín đi. Xong chín nguồn.
thơm đấy. Hai anh em mà lên quay này nãy giờ mồi này cũng hơi nhiều ấy, hơi nhiều mồi. Đấy, nấu nướng xong rồi, giờ nó được hai món gì nè mọi người, nhìn cũng khá hấp dẫn ấy. Đây, cái này gùa xào xả ớt nha. Gùa là ngang gùa, con gùa cái có trứng nè. Đây, còn cá, cá lau kiến luộc xả. Thêm chai nước trắng vậy nữa. Trời lạnh, trời đang lạnh, uống chai nước trắng 58 độ đó coi sao. Cái này còn thiếu vài người nữa, đợi đời phải không? Đời Dương. Đời Dương. Trời ơi, mấy người đó đi hết rồi, không có nhà. Cái mình ăn hộ cái phần đi. Thơm lắm thịt gùa này, món đặc sản ấy. Trời ơi, bên đây thì gùa nhiều lắm nhưng mà cũng ít khi ăn. Cái thử cái chai đó rồi xong. Ăn thử qua. Để cái quần gì? Ăn thử đi rồi nói thì nghe. Hả? Quả trứng một cái ngon. Ăn thịt xong đó ăn trứng ngon quá. Cũng để chưa chín rồi. Chưa nó rồi nó vậy đó không? Dạ. Thế đây. Mày ăn đảm bảo mày nhuyễn.
Giờ ông uống vừa sai không? Xuống cho đi số đám rồi nha. Đỡ đi cái tem rồi. Đấy mấy cái tem. Không phòng nữa thì hết chàng. Chỗ này hay chỗ này? Đấy là mai là nào vậy? Đấy. Mai nghỉ đó. Trắng này có 58 độ à, nhẹ lắm. Rất nhạt. Ừ, hơi nhạt. 58 độ, rất nhạt. Thử cái đi. Hả? Cái 58 độ đấy, thử nha. Thật luôn. Ngon hả? Ngon cái nãy, cái đầu hơi khó khăn, cái này dễ đó. Uống cái thằng nó mồm tí nó nhuốt nên uống đi nhuốt ngay đây nhưng chẳng phải. Mồi này đơn giản thôi, chỉ có được có một dĩa gùa sò, xả ớt mà không ớt này không cay nữa chứ. Với gần 6 con mấy? 6 con lòng kính rồi. Ha, 6 con. Tổng thể là 23 khúc. Tôi ăn khúc đầu tiên. Nhưng con cá chê. Mấy con màu đen mà con tôi con màu đen mà ở bọn dân ngoài kia. Hết đi có gạo rồi vẫn còn bớt lại tí. Một chai mà uống có gì con tí có bây giờ có được gốc này mà nó phê phê này. Cầm máy quay hơi nó lộn tròn rồi đó. Thôi xuống được. Xuống được số 8 đi nghe căng. Lộn tròn rồi lắm rồi đấy. Đỏ hết mặt mũi rồi đấy, thôi. Có hai anh em mà sao yếu thế. Ngồi thì cũng còn đầy nữa rồi, nhưng mà rượu thì uống được tí xíu. Mưa gầm gầm mình chọn phong lên. Bỏ đi, phong bỏ đi. Facebook. Bé hơn hả? Bé nó. Bé hơn nó. Biết thế không em? Có 93 cơ mà. Biết thế em để xưa 91 hết lộ luôn. Đây, quay linh tinh à? Bỏ ra Trung Quốc lại Đức. Dạo này nó có phong trào toàn đưa mấy con xinh. Thánh ế là ngồi đây tâm sự mình. Đi đây. Xem cái chương trình người hoa hậu ở Samsung Hip Hop thi chưa? Còn quân đẹp. Quân đẹp.